ai mà coi nữa con ơi. Ủa phùng chưa bây giờ khách du lịch ta coi bình thường quá ai mà coi. Lịch đủ lên đi ngày thường. Kìa đổi màu rồi kìa, thành màu xanh rồi kìa. Khang đổi thành màu xanh này kìa Khang. Bên kia người Đà Nẵng là kia là quận 3 đó. Con miền Nam ba hả? À? Con ở bên này. Bên đây người Đà Nẵng kia là quận nhất. Công an ba. Bây giờ hiện tại giờ nó là bên đây là quận Hải Châu. Còn bên kia là quận Sơn Trà. Chúng ta không biết số. Sơn Ngộ vậy ba. Hồi xưa người ta kêu là quận số, còn bây giờ ta kêu là tên. Quận Hải Châu là cái gì ba? Quận trung tâm này là quận Hải Châu. Ơ đổi màu rồi, đổi màu kìa, đổi màu kìa. Đó. Hình như ta mới sơn quá à. Ừ. Chứ lúc trước đâu có vậy đâu à. Cầu sông Hàn nó màu đẹp quá kìa. Ba ơi. Ơi. Cầu Trần Thị Lý này chưa đổi màu nữa ba. Cầu Trần Thị Lý hình như ít có đổi màu lắm. Cầu Trần Thị Lý người ta rọi luôn màu đỏ đó luôn à. Màu quá. Hả? Không. Cô chú ý coi có đổi không? Lúc mà mình đi với cô em qua là sao lúc đó có thấy đổi màu không? Có không?